Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay ạ. À, sáng nay ông bà cô chú tới thắp nhang cho cậu à, quá chân luôn à cô chú anh chị ơi. Dạ, Hải My 14 xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Hải My 14 sáng nay ạ. À. Phan đấy khán giả giờ cúng. Có xin cái tô không vậy cha? Dạ con chào cô. Chào cô, chào hai chị nha. Chào luôn bé cháu nha. Không chào bé không? Không chào cháu. Tại qua 100 ngày tháo xuống cho không khí nó đẹp cô. Anh Nam biết, Nam nói đi Nam. Nam. Nam nói đi. Mấy cô ừ. Cô ở đâu tới cô? Ở Hậu Giang lên. Hậu Giang. Hậu Giang. Vậy gia đình mình ở Hậu Giang lên hấp nhang cho cậu ha. Rồi mời chị Ngân Ngân mình đem cái cúng gì chị Ngân mình. Dạ cứ đứng đó không có sao ừ, chị ơi. Hồi nay chị hai mua đồ lên cúng cho cậu, trả lễ cho cậu gì vậy chị hai? Hai cúng. Tại lâu quá chị không có lên á. Chị hai cúng chè hả chị? Không có lên được đó. Chè này. Này chè không chị hai? Sương sa bánh lọt. Sương sa bánh lọt chứ không phải chè hả? Để chè là khác nữa hả? Thì nãy giờ tưởng chè không á. Ngậu người ta. Dạ con chào hai cô nha. Cô cứ đi tham quan mộ cậu đi cô, không có sao hết. Nè nè, cho cô đi vô. Cô với hai chị ở Hậu Giang lên nha. Dạ cô cứ đi tham quan bình thường, cô đừng có ngại. Cô đi tham quan đi cô. Mình có chụp hình mình làm kỷ niệm đồ không cô? Dạ chụp hình bình thường, đừng có ngại nha chị với cô. Chụp hình thoải mái đi chị. Anh chị lịch sự ghê luôn. Ở đây ai cũng đến đây chụp hình về làm kỷ niệm chứ. Cứ chụp hình làm kỷ niệm không có sao hết nha chị. Cô đứng xích vô đây nè cô. Đứng xích vô đây nè cho nó đẹp. Dạ đúng rồi, đứng sát vô mộ cậu luôn á cô. Nắng quá, mới sáng cái này nắng quá. Nắng quá cô chú anh chị ơi, chói. Dạ, hiện tại bộ cậu năm lắng đứt cái đầu. Cái này là cái gì đẹp nhất. Chụp nữa cô chụp mặt sau của cậu nè. Chụp hình đó cô. Dạ. Ngọc không thấy không có tội. Ôi ở chị chúng hai trái xài quá trời bự luôn cả. Hai trái xài quá hoành tráng. Để hai trái xài lên bàn. Dữ à. Nè anh chất đây nè, anh học chất lên. Lấy trái thanh long lên. Vì hai cúng bánh lọt không tưởng chè không gì anh. Hai này chắc hôm qua mua số đề trúng hai nên lại quá trở lại. Lại là không có cười nha, cười không có nên đó. Ở có cây đèn đằng đó mà tắt hả chị? Được đâu. Dạ chị. Mà chị vô thắp nhang đi chị, không sao hết.
cô. Dạ. Chị giờ cũng cà phê, bánh bía. Sáng nè. Dạ, gì không? Bánh lọt gì nè. Hậu viên, bánh bía, hậu viên. Chị hai bữa nay chị hai lên nè. Ông Ngọc cũng tính cho người ta cái điện thoại luôn nè. Mà thấy không? Cũng tính cho người ta cái điện thoại luôn hay gì á. Hả? Tính cho người ta điện thoại hay vậy? Thấy ông đi lại kia, ông dục gác ở đây là mất điện thoại đó. Anh không có né né cho người ta hấp nhang kìa. Chị hai cũng cà phê nè, với nhà bánh lọt cho cậu nè. Để hồi gì hai chia sẻ là mình biết cái gì này. Trúng số. Cô thấy mộ cậu đẹp không cô? Ở dưới cái quay cho máy mình thấy nó bự. Dạ, cô coi hình tivi đúng không cô? Trong TikTok á. Dạ. Đa rồi đó, đấy chè, bự đó. Dạ. Có nhiều cô nói cũng giống cô vậy đó, nói coi ở trong bự ngoài ra có chút xíu à. Cô coi là còn cái rạp là lúc đó còn lúc trước rồi cô. Dạ. Lúc đó còn đông lắm. Còn bây giờ là gấp 5 rồi ha, gấp 5 rồi. Dạ. Nên bây giờ là tháo rạp nên cho cái mộ cậu nó thoáng á cô. Cho nó có nổi bật cái mộ cậu lên. Chứ giờ che cái lạp mà mộ cậu nó hơi tối. Giống như mấy cái mộ này gỡ ra cho đẹp. Bên đó là cô Huệ. Bà đi trước hay gì ta? Dạ. Hai người này ai đi trước ta? Dạ bà là mộ của cô Huệ đó cô. Bà đi trước phải không? Dạ. Dạ dạ. Anh Nam thấy anh Nam cười hoài vậy anh Nam. Gia đình bé 12 tuổi lên. Gì? Gia đình bé 12 tuổi lên. Lên nè. Nhìn với nhau là biết. Cô thắp hương cho cậu, xong rồi cô cũng bánh bía cho cậu nè. Hai xài bự quá trời bự luôn. Dạ, Hải My 14 cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Hải My 14 ạ. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị ơi, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog. Cũng như ông bà cô chú có thương Bùi Hải, cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.